Thưa quý vị và các bạn, vào ngày hôm qua, một chiếc máy bay của Indonesia đã gặp nạn khi hạ cánh xuống một sân bay ở miền đông nước này. Chiếc máy bay đã bị vỡ làm đôi, nhưng tất cả hành khách đều sống sót. Chiếc máy bay này có xuất xứ từ Trung Quốc. Máy bay chở theo 52 người, trong đó có 46 hành khách gặp nạn khi hạ cánh xuống một sân bay ở tỉnh East Nusa Tenggara, miền Bắc Indonesia. Có 2 người bị thương trong vụ tai nạn hy hữu trên. Máy bay sử dụng động cơ tuabin cánh quạt mang nhãn hiệu MA-60 do Tập đoàn Công nghiệp Máy bay Tân An Trung Quốc chế tạo. Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra làm rõ. Các bức ảnh chụp hiện trường cho thấy máy bay nằm giữa đường băng, thân gãy làm đôi, còn cánh cắm xuống đất. Indonesia hiện là một trong những thị trường hàng không phát triển nhanh nhất châu Á. Do nhu cầu đi lại ngày càng cao, số lượng máy bay nước này tăng chóng mặt trong thời gian qua. Tuy nhiên hiện nay, quốc đảo này cũng giữ kỷ lục là nước có an ninh hàng không tệ nhất châu Á.